Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 6 năm 2024, Bộ Chính trị ban hành kết luận số 83 về cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 với mục đích là tạo động lực nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc, góp phần phát triển kinh tế xã hội đất nước, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Thực tiễn cũng đang đặt ra yêu cầu sớm tháo gỡ những bất cập về chính sách tiền lương để tạo động lực nâng cao hiệu quả làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nhằm thu hút nhân tài, ngày 1 tháng 11 năm 2023, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thống nhất thông qua chính sách trả lương cao cho những nhà lãnh đạo các tổ chức khoa học công nghệ công lập do thành phố thành lập. Cụ thể, mức tiền lương theo tháng là 60 triệu đồng, 80 triệu đồng, 100 triệu đồng và 120 triệu đồng, tùy từng vị trí. Căn cứ kết quả đánh giá công việc, những người hưởng lương nói trên còn được xem xét tăng 10% lương mỗi năm một lần, được thưởng 2 tháng lương nếu được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 1 tháng lương nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thành phố Hồ Chí Minh đã đi đầu trong việc là trả lương rất là cao cho những cái vị trí chuyên gia. Đấy, tuy nhiên thì thu hút và giữ chân được một cái người có năng lực làm việc cho cơ quan nhà nước, nó không chỉ phụ thuộc vào cái chế độ đãi ngộ, nó còn liên quan đến cái mục tiêu, cái công việc mà định giao cho họ là gì, có thực sự là thách thức và cần đến cái năng lực của họ hay không, hay là cái môi trường làm việc ở cái cơ quan đơn vị đó như thế nào. Một trong những hạn chế lớn nhất của chính sách tiền lương trong khu vực công hiện nay là mang nặng tính bình quân Cao Bằng. Việc trả lương cao cho người đứng đầu đã không dễ dàng, nhưng việc trả lương thu nhập cao cho cán bộ công chức viên chức ở cấp dưới có năng lực chuyên môn giỏi còn khó hơn nhiều do chưa xây dựng được vị trí việc làm chuẩn, trong khi khâu đánh giá và phân công công việc cho cán bộ công chức viên chức còn nhiều bất cập, chưa sát, chưa đúng. Điều này dẫn đến tình trạng người có chuyên môn giỏi chỉ có thu nhập ngang bằng với người có chuyên môn trung bình, thậm chí còn thấp hơn nếu không có quan hệ tốt. Yếu tố cá nhân nó chi phối, nó khiến cho người ta giao là giao cho người mà đúng ý mình hoặc mình quý nhất, chứ không phải là giao cho những cái người gọi là có thể làm tốt cái công việc đấy nhất. Thì đây là cái hiện tượng mà rất là nan giải trong khu vực công, nó liên quan đến những quy định về thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phân phối những cái cơ hội và lợi ích trong phạm vi cơ quan đơn vị, làm sao đó phải hướng đến cái sự khách quan công tâm và phục vụ cái lợi ích của cơ quan đơn vị cũng như là thực thi cái chức năng nhiệm vụ của cơ quan đơn vị, tránh cái chuyện là biến cơ quan đơn vị thành một cái phương tiện để thỏa mãn cái chạy theo những lợi ích của cá nhân hoặc là của cái phe nhóm cánh hậu nào đó. Có trường hợp mà công chức ở ngạch thấp nhưng mà lại đương giao họ hoàn thành được việc ở ngạch cao thì chúng ta phải tính chỗ này. Chỗ này là cái chỗ mà hệ thống chúng ta các văn bản quy định là chưa có học được. Ông đương là ở cái ngạch chuyên viên nhưng mà ông lại làm được việc của ngạch của chuyên viên chính cơ. Thế thì đáng ra là ông phải hưởng được cái lương của cái ngạch kia, nhưng mà hiện nay quy định chúng ta là chưa cho phép câu chuyện ấy. Thì tôi hy vọng là sau này nó có những quy định để đáp ứng được những trường hợp mà công chức người ta hoàn thành những cái việc mà cái ngạch cao hơn thì cần phải có cái lương thưởng nó xứng đáng, đúng không ạ? Để cho động viên, chúng ta đừng nói là tạo động lực cho công chức làm việc. Kết luận số 83 của Bộ Chính trị đã nêu rõ việc phải hoàn thiện cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập. Theo đó, cần quy định và hướng dẫn rõ về thẩm quyền trách nhiệm của người đứng đầu trong đánh giá xếp loại cán bộ công chức viên chức để trả lương thưởng và thẩm quyền của người đứng đầu được sử dụng quỹ tiền lương, kinh phí chi thường xuyên để thuê chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng thực hiện nhiệm vụ của cơ quan đơn vị được quyết định mức chi trả thu nhập gắn với nhiệm vụ được giao.